Chào các bác quay trở lại với kênh YouTube của Mày Anh Treo. Ngày nay thì tiếp tục làm một clip review dòng TV siêu lớn với màn hình 75 inch, 75X8050H và 75X9000H, hai mẫu mới của Sony trong năm 2020. Đấy thì rất mong nhận ủng hộ của các bác bằng cách nhấn subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những clip so sánh, đánh giá, review các dòng TV Sony mới của năm 2020. Cảm ơn các bác. Chào các bác quay trở lại với video ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì sẽ là một clip đánh giá so sánh hai cái mẫu TV có màn hình rất là lớn 75 inch của Sony trong năm 2020, 75X8050H và 75X9000H. Có rất là nhiều các bác có hỏi em về cái kích cỡ màn hình TV, tức là cái tiêu chuẩn để có thể chọn kích thước phù hợp với không gian của mỗi gia đình. Thì hiện tại bây giờ thì xu hướng mua TV màn hình càng ngày càng lớn rồi, nên các bác chỉ cần đảm bảo cái khoảng cách từ 2 mét trở lên là các bác đã có thể sử dụng TV 55, 65 đến 75 inch rồi. TV càng lớn thì xem nó càng khoái các bác nhé. 75X8050H của năm 2020 có giá bán sau khi trừ hết quà còn khoảng 36.990.000. Đây là đã là dòng TV Android 4K, độ phân giải 4K của Sony. Con này thì có một số cái đặc điểm các bác cần nhớ như sau. Thứ nhất là nó đã có chip xử lý hình ảnh, sử dụng con chip X14K HDR rồi. So với cả dòng thấp hơn là dòng 7500H thì con chip này là chip 4K HDR, còn trên con 7500H chỉ là chip 4K processor thôi. Có chip xử lý hình ảnh nên là hình ảnh nó sẽ cho cái chất lượng rất là LED, sắc LED. Có HDR cho độ tương phản, độ sáng của những cái gam màu trên TV cũng rất là nổi bật. Dòng này là dòng Android, nó chạy hệ điều hành Android 9.0. Với Android 9.0 thì như các bác nhìn đây, có vô vàn các ứng dụng để các bác có thể khai thác, có thể tải về trải nghiệm và sử dụng đến 5.000 luôn. 5.000 ứng dụng này thì các bác có thể truy cập vào Google Play Store để có thể tải về rồi khám phá thêm. Em đã có rất nhiều clip nói về Android 9.0 rồi. Thiết kế của 75X8050H là thiết kế có chưa phải tràn viền. Con này thì có viền khá là dày, viền nó khoảng 2,5 đến 3 cm và chất liệu của nó là nhựa plastic. So với cả phân khúc từ 8.500 cho đến 9.000 thì dòng này thì có chất liệu viền đơn thuần là viền nhựa như các cái dòng của năm 2019. Chân đế của 75X8050H cũng là chân đế kim loại chữ V chống 2B. Thiết kế khá là giống so với cả các mẫu 75X8000G và 75X8500G trong năm 2019 rồi. Đấy thì một số cái đặc điểm trên cái con này mà các bác cần nhớ như sau. Nó có chip xử lý X14K HDR. Đây, có tần số quét khoảng, tức là cái chuyển động, cái chỉ số đo chuyển động mượt mà của nó đạt khoảng 200XG. Tuy nhiên thì tần số quét thực con này chỉ đạt tầm 60Hz thôi. Đấy thì giá thành khoảng 36.990, có bảo hành tại nhà trong 25. Trong 30 ngày đầu các bác dùng gặp lỗi của nhà sản xuất sẽ được đổi mới nha. Em đi nhanh qua cái dòng này để em đi đến cái con X9000H để các bác cùng xem cái sự khác biệt giữa hai cái thằng 8050 và X9000. Mã hàng tiếp theo mà em quay là con 75X9000H với giá thành sau khi trừ hết quà nó còn khoảng là 45 triệu. Một thằng là 37 và một thằng 45, chênh đến 8 triệu. Vậy thì hai thằng này nó sẽ khác nhau như thế nào? Trước tiên thì về cái giống nhau thì hai thằng này đều là TV Android 4K, hệ hành chạy thì nó sẽ tương tự như nhau, đều có sử dụng điều khiển tìm kiếm giọng nói, tức là các bác có thể là tìm kiếm nội dung trên YouTube, giao tiếp với cả TV qua trên ảo Google Assistant bằng cách sử dụng câu lệnh như em đã nói rồi đó. Nhưng mà con này nó sẽ vượt trội hơn so với cả con 8050H ở những điểm sau. Đầu tiên là thiết kế của 9000H là thiết kế tràn viền ba cạnh. Viền của con 9000H này cũng là viền kim loại rất là chắc chắn và sang trọng. 9000H thì sẽ có hai màu bạc và màu đen.
Em đang quay đây là con viền màu bạc thôi nhé. Để con nhìn này. Tấm nền sử dụng trên cái con 9000H này thì nó cũng sử dụng công nghệ Full LED, khác biệt hơn so với cả LCD LED trên con 8050. Với Full LED thì là cái công nghệ kiểm soát đèn lần cục bộ, nó cho cái độ tương phản, độ sâu của các khung hình trên TV nó sẽ sắc nét vượt trội hơn so với cả thằng 8050. Ngoài ra thì nó có cả cái công nghệ xử lý cái độ tương phản rất là cao cấp mà các bác đã từng biết rồi. Đó là cái công nghệ Extend Dynamic. Nó sẽ cho cái tương phản giữa các cái gam màu sáng tối trên TV. Các bác nhìn hình ảnh trên con 9000H thì nó sẽ đẹp, sâu hình, vượt trội hơn nhiều so với cả cái thằng 8050H. Một đặc điểm tiếp theo khác biệt giữa cái thằng 9000H này đó là nó mặc dù nó chạy hệ điều hành Android 9.0 tương tự, nhưng mà trên con 9000H này thì nó sẽ có thêm cả một cái tính năng mà trên 8050H không có, đó chính là tính năng Bluetooth. Với Bluetooth của 9000H thì các bác có thể là tách được âm thanh từ TV ra loa sau ba có Bluetooth ra tai nghe không dây, hoặc là kết nối với cả các thiết bị âm thanh có Bluetooth bên ngoài rất là dễ dàng và mượt mà. Trên 8050H thì không, các bác sẽ phải cắm dây để tách âm thanh ra, chứ nó không có Bluetooth các bác nhé. Còn điều khiển trên 8050 thì cũng giống như điều khiển trên X9000H thôi, là nó có kết nối Bluetooth với TV, có tìm kiếm giọng nói đầy đủ rồi. Một điểm khác biệt hoàn toàn nữa trên cái thằng 9000H này đó chính là cái tần số quét. Tần số quét ở trên 9000H thì đạt đến 120Hz. Với cái tần số quét cao như vậy thì nó sẽ phục vụ cho các bác trải nghiệm những cái nguồn tín hiệu có cái tốc độ chuyển động cao, hoặc như các bác chơi game trên các dòng game kết hợp với cả máy PS5 đấy ạ. Với tần số quét cao thì em đã có cái clip quay và giới thiệu để các bác xem rồi, tức là khung hình chuyển động càng nhanh. Với những cái đoạn phim hành động hoặc các bác xem thể thao ấy, những đường bóng dài, đường bóng nhanh thì các bác xem thì nó sẽ mượt mà hơn so với các cái dòng TV có tần số quét thấp. Giá chênh lệch đến 7 triệu. Và hai thằng này có những cái đặc điểm như em vừa nêu để các bác cùng so sánh và phân biệt. Đấy thì các bác cần hỗ trợ mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp hotline của Ecomart, hoặc là để lại bình luận, bên em sẽ hỗ trợ các bác. Hai thằng 75 inch giá thành 45 triệu đổ lại, 37 triệu cho 75X8050 và 45 triệu cho 75X9000H. Tất cả hàng hóa bên em thì đều là chính hãng. Lỗi 1-1 trong 30 đầu các bác sử dụng, bảo hành 2 năm tại nhà. Cái màn hình 75 inch rất là lớn các bác nhé. Để rất mong nhận ủng hộ của các bác bằng cách nhấn subscribe để đăng ký theo dõi những clip so sánh các dòng TV như vậy trên thị trường. Cảm ơn các bác.